chào tất cả các em. Chào mừng các em đã đến với chương trình dạy học trực tuyến của cô Tấm. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau làm vở bài tập tiếng Việt lớp 1, tập 1, sách kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Bài 4, E, trang 8. Chúng mình cùng mở sách, chúng mình làm bài nào. Trước tiên, cô trò chúng mình cùng nhau làm bài tập số 1. Bài tập số 1 yêu cầu như sau. Nối. Nhiệm vụ của các em là phải nối tranh có tiếng chứa âm E và nối với âm E. Tranh nào có tiếng có âm E, chúng mình sẽ nối với âm E. Vậy trước tiên, chúng mình cần phải quan sát tranh, xem tranh vẽ gì nhé. Bức tranh thứ nhất, cho cô biết tranh vẽ gì nào. Trong bức tranh thứ nhất, đó là hình ảnh con ve đấy. Cô giáo có tiếng tương ứng với bức tranh, đó là tiếng ve. Tiếng ve có âm V ghép với âm E. Tiếp tục bức tranh thứ hai, chúng mình thấy đây là quả gì? Trong bức tranh thứ hai, đó là hình ảnh quả lê. Cô giáo có tiếng tương ứng với bức tranh, đó là tiếng lê. Tiếng lê có âm L ghép với âm E. Bức tranh thứ ba, chúng mình quan sát thấy đây là quả gì? Trong bức tranh thứ ba, chúng mình quan sát thấy đây là quả me. Cô giáo có tiếng tương ứng với bức tranh, đó là tiếng me. Tiếng me có âm M ghép với âm E. Bức tranh thứ tư, chúng mình thấy đây là quả gì? Trong bức tranh thứ tư, chúng mình quan sát thấy đây là quả khế. Tiếng khế tương ứng với bức tranh có âm K ghép với âm E, thanh sắt. Vậy chúng mình đã tìm được ra các tiếng tương ứng với bức tranh. Chúng mình cùng nhau đọc lại các tiếng này nhé. Ve, lê, me, khế. Vậy trong các tiếng này thì tiếng nào có chứa âm E, tiếng nào có chứa âm E? Trước tiên, bức tranh đầu tiên đó là con ve. Tiếng ve có chứa âm E. Chúng mình sẽ nối bức tranh con ve vào với âm E. Bức tranh thứ hai đó là tiếng lê. Tiếng lê có chứa âm E. Chúng mình sẽ nối vào với âm E. Bức tranh thứ ba đó là tiếng me có chứa âm E. Chúng mình nối bức tranh quả me vào với âm E. Bức tranh thứ tư có tiếng khế có chứa âm E. Chúng mình sẽ nối bức tranh chùm quả khế với âm E. Như vậy chúng mình đã hoàn thành yêu cầu bài tập 1, đó là nối. Tiếp tục cô trò chúng mình sẽ làm bài tập số 2. Bài tập số 2 yêu cầu như sau. Điền E hoặc E. Để điền được E hoặc E vào chỗ chấm, các em cần phải quan sát bức tranh và lựa chọn âm E hay âm E để điền vào chỗ chấm thích hợp, tạo thành từ, tiếng từ tương ứng với bức tranh. Trước tiên bức tranh thứ nhất, chúng mình thấy đây là con gì? Các em ạ, trong bức tranh đó là hình ảnh con bê đấy. Con bê là con của con bò. Như vậy ở đây có âm bờ rồi, chúng mình sẽ ghép nguyên âm vào, đó là nguyên âm E, để được tiếng mới, đó là tiếng bê. Bờ e bê. Mời các em đọc lại nào. Bức tranh thứ hai, cho cô biết đây là cái gì? Trong bức tranh thứ hai, chúng mình thấy đây là hình ảnh cái bè. Cái bè được làm bằng tre đan vào nhau và tạo thành một cái bè để thả xuống dòng sông. Khi đi trên chiếc bè thì sẽ không bị ướt đấy các em ạ. Vậy ở đây có âm bờ và thanh huyền rồi, chúng mình sẽ ghép thêm nguyên âm E để tạo thành tiếng bè nhé. Bờ e bè, huyền bè. Mời các em đánh vần lại nào. Bức tranh thứ ba, cho cô biết đây là hình ảnh gì? Trong bức tranh thứ ba, đó là hình ảnh mẹ đang bế em bé đấy. Vậy ở dưới có âm bờ và thanh sắc rồi, chúng mình sẽ lựa chọn nguyên âm E hay nguyên âm E để điền vào chỗ chấm. Chúng mình sẽ lựa chọn nguyên âm E
để tạo thành tiếng bế. B E B sắc bế. Mời các em đọc lại. Chúng ta đọc lại cả 3 tiếng nhé. B bè bế. Chúng mình đã hoàn thành bài tập số 2 rồi đấy. Tiếp tục, cô trò chúng mình cùng nhau làm tiếp bài tập số 3. Bài tập số 3 yêu cầu như sau: ghép các chữ cái và dấu thanh trong 3 giỏ để tạo tiếng. Viết các tiếng tạo được. Trước tiên chúng mình quan sát ở trên màn hình, đó là 3 chiếc giỏ. Và trong mỗi chiếc giỏ là có chứa nguyên âm, phụ âm và dấu thanh. Vậy chúng mình sẽ ghép phụ âm với nguyên âm thêm thanh để tạo thành các tiếng mới. Giỏ đầu tiên là phụ âm bờ. Giỏ thứ hai là nguyên âm e và nguyên âm ê. Giỏ thứ ba là thanh huyền và thanh sắc. Vậy chúng mình sẽ ghép phụ âm bờ với nguyên âm e thanh huyền, chúng mình sẽ được tiếng mới, đó là tiếng bè. Bờ e bè huyền bè. Tiếng thứ hai là chúng ta lấy phụ âm bờ ghép với nguyên âm e thanh sắc, chúng ta sẽ được tiếng bé. Bờ e bè sắc bé. Phụ âm bờ ghép với nguyên âm e, chúng mình sẽ được tiếng bờ e bè thêm thanh huyền, chúng mình sẽ được tiếng bờ e bè huyền bè. Tiếp theo, phụ âm bờ ghép với nguyên âm e thanh sắc, chúng mình sẽ được tiếng bế. Bờ e bê sắc bế. Như vậy chúng mình đã ghép được các tiếng tạo lên từ 3 giỏ, đó là phụ âm ghép với nguyên âm và dấu thanh để tạo thành các tiếng mới đấy. Chúng mình đọc lại các tiếng mới này nhé. Bè bé bè bế. Tiết học của cô hôm nay đến đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại các em ở tiết học sau. Cảm ơn các em.